Dự báo giá cà phê tuần sau, nhu cầu cao nhưng giá vẫn tiếp tục lao dốc. Thị trường cà phê trong nước và quốc tế đang trong trạng thái bất ổn với nhiều yếu tố tác động trái chiều. Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước hôm nay đã giảm sâu xuống mức 113.800 đến 114.700 đồng mỗi kg, trong khi giá cà phê trên sàn London và New York lại cho thấy dấu hiệu phục hồi. Liệu giá cà phê sẽ tiếp tục giảm hay có dấu hiệu tăng trở lại? thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực giảm giá khá lớn từ nhiều phía. Nhu cầu tiêu thụ nội địa đang suy yếu do tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát gia tăng, khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Bên cạnh đó, sản lượng cà phê năm nay dự báo sẽ cao hơn so với năm ngoái. Nguồn cung dồi dào cũng khiến giá cà phê khó có thể tăng mạnh. Giá cà phê trên sàn lăng đơn đã tăng nhẹ trong phiên mùng 5 tháng 10 với kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 đạt 5.067 đô la mỗi tấn, tăng 146 đô la tấn so với ngày hôm trước. Điều này có thể hỗ trợ giá cà phê trong nước. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và cần theo dõi sát sau diễn biến tiếp theo để đưa ra dự báo chính xác hơn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng nhẹ trong phiên mùng 5 tháng 10, nhưng sự biến động trái chiều giữa các kỳ hạn giao hàng cho thấy thị trường vẫn chưa ổn định kỳ hạn giao hàng tháng 12 năm 2024 giảm 0.95%. Trong khi kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2025 lại tăng 1.72%, sự bất ổn này cho thấy thị trường đang chờ đợi những thông tin mới để đưa ra quyết định về giá. Việc khoản áp dụng EUDR đến năm 2025 được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với thị trường cà phê, nhưng hiệu quả của việc này vẫn chưa rõ ràng quy định EUDR nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm từ đất đã bị phá rừng, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê và làm tăng giá. Tuy nhiên, việc khoản áp dụng EUDR sẽ tạo thêm thời gian cho các doanh nghiệp điều chỉnh và đáp ứng yêu cầu của luật, giúp giảm bớt sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh những yếu tố kể trên, thời tiết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định giá cà phê. Thời tiết thuận lợi tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đã hỗ trợ nguồn cung và làm giảm giá. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu bất ngờ xảy ra tại Brazil, giá cà phê có thể tăng mạnh do ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Hoạt động đầu cơ cũng có thể ảnh hưởng đến giá cà phê. Các nhà đầu cơ có thể mua vào hoặc bán ra một lượng lớn cà phê để thao túng thị trường, dẫn đến biến động giá bất ngờ. Vì vậy, cần theo dõi sát sao hoạt động của các nhà đầu cơ để đưa ra dự báo chính xác hơn. Dự báo về giá cà phê vẫn còn nhiều bất định. Nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn ở mức cao, nhưng tăng trưởng chậm lại do lạm phát và tình hình kinh tế bất ổn. Áp lực giảm giá từ sản lượng cao và nhu cầu tiêu thụ chững lại vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, giá cà phê Robusta vẫn ở mức cao so với đầu năm và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ở mức cao, tạo cơ hội cho thị trường phục hồi trong tương lai. Thị trường cà phê đang đối mặt với nhiều thách thức với những yếu tố tác động trái chiều. Dự báo giá cà phê ngày mai mùng 6 tháng 10 năm 2024 có thể xu hướng giảm giá vẫn được duy trì. Nhà đầu tư và nông dân nên theo dõi sát sau diễn biến thị trường, đặc biệt là những yếu tố như nhu cầu tiêu thụ, sản lượng cà phê, thời tiết và hoạt động đầu cơ để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.